Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ các bạn là cách muối măng chua. Măng trắng, giòn, ngon và đặc biệt là măng không bị đắng và rất là thơm và làm hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên. Thì Phượng mời các bạn vào bếp và cùng làm. Để muối cái măng này nó ít đắng thì mình dùng đây là 2 cái búp măng tre Mạnh Tông và 2 cái búp măng này là 1,5 kg. Thì mình chọn mua cái loại măng mà nó tươi mới thì khi mình muối măng nó sẽ giòn ngon hơn. Sau khi chọn măng xong thì mình dùng cái dao nè, mình gạch một lần từ dưới cái rốc măng này lên cái ngọn măng và gọc hơi mạnh tay một xíu, hơi sâu sâu ngoài một tí. Măng tre đã gọc một lần xong rồi, bây giờ mình sẽ tách măng ra. Và tách măng theo kiểu này thì măng mình tách rất là dễ dàng. Đó, mình tách từng cái lớp măng ra nè, là cái măng tre mình nó sẽ chốc lóc ra luôn, rất là dễ lấy ra khỏi vỏ luôn. Rồi mình cho một thìa canh muối vào trong nước để mình ngâm măng, lát mình gọt măng, măng không bị thâm. Rồi đây mình dùng 2 cái búp măng nhỏ nên bây giờ mình sẽ bào theo chiều dọc này luôn. Còn nếu mà các bạn dùng cái búp măng to thì các bạn bào theo chiều ngang cái phần gốc, sau đó hay bào theo chiều dọc cái phần ngọn. Măng sau khi mình gọt xong rồi mình thấy cái nhựa măng nó ra nè, cái chất đắng trong măng ấy nó ra đó. Đó, mình sẽ mang cái măng này mình đi rửa thật là nhiều nước để cho măng nó bớt đắng. Măng sau khi mình rửa qua với nhiều nước rồi, mình cho một ít nước vào ngập măng. Sau đó mình cho thêm khoảng 1 đến 2 thìa canh muối. 1 đến 2 thìa canh muối đầy vào trong này để mình ngâm măng. Rồi mình cho nước vo gạo vào để giúp cái măng mình nó trắng hơn và nó giảm đi cái chất độc trong cái măng tươi của mình. Và nước vo gạo thì các bạn có thể là vo nhiều cái nước vo gạo, có thể là để dành mình ngâm vài tiếng, sau đó mình thay nước vo gạo và muối một lần để cái măng mình nó nhanh hết đắng hơn. Còn đây mình sẽ ngâm nước vo gạo và muối một lần thôi, thì mình sẽ ngâm qua đêm. Rồi cái muối như vậy nó hơi nhạt, giờ mình cho thêm một thìa canh muối nữa nhé. Một thìa canh muối để cho cái nước này nó hơi mặn mặn một tí, hơi hơi mặn thôi, thì để cái măng mình nó ra nhanh ra cái chất đắng hơn. Măng ngâm với muối và nước vo gạo qua đêm rồi thì cái măng của mình cảm giác nó trắng hơn á, và cái nước vo gạo màu trắng trục bây giờ nó chuyển sang cái màu ngả màu hơi vàng vàng á, là cái nhựa măng của nó ra đó. Đó, cái nhựa ra rất là nhiều luôn. Nhưng mà bóp thử cái măng này thì nó vẫn còn rất là giòn. Đó nè, các bạn bóp thử thì cái măng nó vẫn còn giòn, nó không có bị mềm. Măng sau khi mình vớt ra như vậy rồi mình để ráo, rồi mình có thể là nấu cái nước muối lên và mình ngâm măng thì cái măng mình ăn sẽ để được lâu hơn. Tuy nhiên thì để như vậy thì cái măng của mình nó không có được trắng và không có được giòn cho lắm. Rồi để cái măng mình nó trắng nó giòn và cũng như là cái măng mình ngâm hay là gọi là muối đó thì nó sẽ ngon hơn, thì mình cho vào đây là giấm. Rồi mình cho vô trong măng này một chén giấm. Tiếp tục mình cho nước vào ngập măng để mình ngâm cái
măng này trong nước giấm này là 30 phút. Măng ngâm được 30 phút, bây giờ cái măng này nó trắng hơn lúc ban đầu nè, và nó giòn hơn cái lúc ban đầu luôn á. Nó trắng và nó giòn hơn. Và cái măng của mình sau khi mình muối xong á, hay là mình ngâm xong á, nó sẽ thơm hơn so với là cách không sử dụng giấm. Và nếu các bạn nào mà sống nơi có nắng thì mang cái măng này mang đi phơi nắng thì cái măng mình nó sẽ trắng hơn. Còn nếu mà không có nắng thì cứ để bình thường cho nó ráo nước là được. Rồi mình sử dụng thêm là 2 củ tỏi và 50g ớt. Ớt thì các bạn có thể là tăng thêm nếu mà các bạn ăn cay được. Tỏi ớt mình cắt ra xong rồi, mình cũng để cho nó ráo nước, ráo cái phần nước hồi nãy mình rửa ớt, rửa tỏi đó. Còn nếu mà ở nơi có nắng thì cũng mang đi phơi nắng luôn cho nó nhanh ráo nước. Rồi tiếp tục mình sẽ nấu cái nước lên để mình ngâm măng. Mình cho vào trong nồi 1 lít nước. 1 lít nước thì mình sẽ dùng 2 cái thìa muối. 2 cái thìa mình dùng thìa ăn phở, ăn hủ tiếu hàng ngày nè, 2 thìa vuông. Rồi tiếp tục mình sẽ dùng 2,5 thìa đường. 2,5 thìa đường thìa vuông luôn á. 2,5 là 2 thìa rưỡi á. Nước đã sôi lên và đường muối tan hết rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình để cho nó thật nguội. Măng, tỏi, ớt đã được để được ráo nước rồi, cũng như là cái nước ngâm măng cũng đã nguội rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho măng vào mình ngâm, hay còn gọi là muối măng đó. Với 1,5 kg măng thì các bạn sử dụng cái lọ khoảng 1,5 lít á, thì nó vừa. Và cái lọ này của mình nó hơi nhỏ thì mình sẽ muối trong 2 lọ luôn. Cho măng vào xong thì mình đậy nắp lại và mình để yên như vậy là 1 tuần là có thể ăn được. Hoặc các bạn có dụng cụ ràng thì các bạn ràng lại. Có dụng cụ ràng cũng được mà không cũng được các bạn nhé. Và cái măng này mình để yên như vậy là 7 ngày có thể ăn được. Còn các bạn nào mà thích có vị chua hơn thì có thể là để 1 tháng thì nó ăn sẽ chua ngon hơn. Măng mình muối đã được 7 ngày rồi, bây giờ mình sẽ mang ra ăn. Đây mình sẽ gấp lên cho các bạn thấy cái măng của mình rất là trắng luôn. Trắng mềm nhưng mà nó không có bị yểu. Nó mềm nhưng vẫn giữ được cái độ giòn. Rất là ngon luôn á. Bây giờ là mình có thể là như là mang ra mình nấu canh, hạt xào và cũng có thể là ăn sống nữa, vì trong măng này nó có vị ngọt nhẹ thôi nhưng mà chua chua ăn ngon lắm. Măng ngoài nấu canh, ăn lẩu cũng như là dùng để xào ra thì mình cũng có thể là ăn sống. Mình chấm với nước mắm hoặc là mình chấm với cái nước cá, thịt kho thì ăn cũng rất là ngon. Có vị chua chua, giòn giòn và thơm của mùi ớt, mùi tỏi. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn hãy một lần làm thử theo cách của mình để cảm nhận các bạn nhé. Và như vậy thì cách làm măng muối chua cũng như măng ngâm chua ngọt của mình đến đây đã được làm xong rồi. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.